cầu trì bập nó như kìm chết ấy, ở điểm đầu nó có cái điểm cái cánh cao đo điểm bập ấy. Vào đây là chỉ có bánh xe quay ở trên này, nó tì nó làm chuyển động cái thằng này đi thôi. Không, chồng mẹ chợ gã đời vì rằng mình đi là phát phăng rồi mình kiểm mà treo lên cái cột kia kiểm tra để dám đứng trên cái cột thì cái là quần hả sự kiểm rồi đứng trên cái cột đi kiểm tra chào là phải kiểm cả đấy theo về ông giảm cân nhưng cái xem thì hai cái điểm chóp hai thân kia của nó trên đấy là cái chống xét đấy. Hai cái vùng kia cái như kim của nó là kim chủ động, nó có phóng vùng bảo vệ đấy. Cắt vừa treo vừa tải. Trèo réo lên đỉnh cột này. Đây nó có thang bộ cái này. Lên đây thôi. Mình đeo tắt trèo. Trông cao lắm. Trông cao đi tuyến này trông về không khoai chưa? Vì sao? Tao chịu lại điểm mình chạy đầu cao. Ở đây là nhìn xuống thì chả sợ đáy quần cái gì đấy. Nhìn xuống. Cái xong bản đi kiểm của tôi thì cáp kèm đấy, cáp cố định rồi đấy. Cáp kèm cố định, cung cấp tải. Xuống kia nó mở cái gấu ngàm để nó trượt, cái thanh trượt thì nó nhả cái gấu ngàm ra là nó tì. Thay dây nữa trên là cái bánh xe nó quay đấy, cả dàn quy đấy. À, cái lồng này nó đứng im như nhỉ, nên mình để ý cáp nó chạy này. Cáp chạy mà cái này nó cáp bập luôn, cáp mà nó kẹp như kìm chết nhé. Còn cái lò xo để bám tì cái đấy tí đậu đẩy thôi để nó vào ga thôi, chứ không phải cái lò xo giữ đâu nhé. Cơ cấu bập đúng như là kìm chết này, nó qua điểm qua nhà ga nó bập vào cái này giữ kìm chết. Dưới này chắc là chôn cột. Cái này là nó
cái điểm mòn body nó lại không phải kiểu như mình là làm riêng để xem cái điểm ngọt đâu, mà đó là nó để luôn hạn vị luôn. Cặp bà này hưu đây, còn đâu là kiểm mà như các thầy dạy là chỉ chất tải một bên một chiều thôi. Ừ. Đấy, một chiều, chiều đi lên thì để thử khả năng tải của hệ thống. Đấy, đi xuống thì kiểm phanh, kiểm mà chất tất cả các cabin à? Không, tất cả cabin nhưng theo một chiều, một chiều lên thôi. Đấy là cho đo dòng các thứ đấy. Còn kiểm xuống thì là các cái khoảng cách cabin 25 phân này thì bớt cái cabin đầu tiên để cho cái điểm nó đi xuống ấy, thì đó kia nó ba cái điểm lên. Nhưng mà mấy cái kia là cái cũ nó bỏ thôi, bỏ đeo bán trong bản đồng viên cũng làm cái hết hạn sử dụng cũng bỏ. Thì thầm nào nó đào những cái cụt mới, cái này hết thời gian sử dụng nó bỏ, nó đào cụt mới bên kia. Rớt xuống không rớt được. Để chờ con này lên đi kiểm lại rừng rú lên đi, có phải tưởng ngon đâu. Dễ khoai đi nhưng phải nó đi toàn vào rừng mới lên được chứ. Đây có cầu thang trên này, nó kiểm tra kết cấu thép cái thủng này. Chắc phải mua cái tròm với camera mà quay từ xa để mà kiểm tra. Nếu chưa không xong thì tôi đưa cho một cái ống nhòm. Ống nhòm phải ngon tí vào mà. Cho hành chính. Này cho hành chính. Không, ta đéo thì kỳ lắm. Sợ cao. Đây này, cái mù dài. Cho chính đi kiểm. Có những phiến đá đẹp nhỉ. Cái này tem kiểm định của ông bạn này chưa thấy đá đấy à? Đá đẹp thế. Không bao nhiêu. Đấy. Còn bên này nó cổ lên đấy để đủ cái tông kỉnh nhỉ. Cái này em hỏi cái độ nghiêm trụ của này, nghiêm trụ ta không phải đứng mà đứng tâm đây này. Một cáp tín hiệu tải, cáp tín hiệu hai bên, cáp giữa, cáp giữ trụ à? Để bao nhiêu cây rồi? Không biết. Lên rồi mình đã nghỉ. Xa phết rồi đấy, xa nhà kia phết rồi. Mỗi cái trụ này nó phải tầm 300 mét. Cái này là thang này là không được đi quá 8 mét trên quên cái cáp này, không được quá 8 mét trên dây này. Trụ số 9 rồi nó thôi. Như đắp trong đường dây 500 kV này đi. Rồi cái này cơ cấu an toàn này, thang này dây phát là xuống đất luôn đấy anh nhá, không có sử dụng gì đâu. Cơ cấu cái lồng treo này. Dây mẹ cái má kẹp ra là bỏ. Kiểu như thác bản dốc này, tưởng tượng.
chỗ này chắc là như kiểu nước dồn ở bên kia ra, nó chảy ra. Nó thấm, nó khô động này. Đây chắc là gió cấp bao nhiêu là nó phải dừng. Cái này là 18 mét trên dây, nó tương đương gió cấp 5 là dừng rồi đó. Cái này nó cho lắc nghiêng 35 độ này, theo các chiều nhé. Cái này có củ xoay, không chế góc nghiêng. Nước không chảy, này nhé. Chắc là mùa mưa nó chảy. Chảy nó đổ này, cột này ra nè, nó coi như kiểu đập vỡ đập, thì phải xuống chết. Thế như là cái kiểm này mà có 40 triệu, mà tay anh thấy ngân thấy cái trụ này. Ôi, trời, nhà của nó lại, béo ai chưa được mấy năm rồi, tạch mẹ cái tôi. Nhìn thấy cô đây, nhìn thấy cô đây là ai nhớ. Thật băng đi 30 phút rồi. Đây 12 phút rồi. Không dài bằng đây 12 phút rồi, nhưng mới chưa biết là bao giờ đến ga của họ. Thế này bảo sáng không lên đến nơi. Sao không? Có chứ. Có, tương hóa đây. Này cho chính đi kiểm đi chứ. Đái mẹ ra quần. Đây mà gió gió đung đưa là tôi đái ra quần. Sợ mất mấy lứa đẻ này. Tụt mẹ chim. Mẹ treo đây nhanh nhanh cái thang của nó còn không có chiếu hình, không có chiếu hình ngang nha. Đừng nghe con tí lên kìa. Chắc ăn trưa ở trên này đúng không? Phần ăn vé chắc là mà trên cả ngày nó mới đủ hết cái 750.000 này ấy. Trên cả ngày ở trên này. Anh cứ đi mấy vòng được. À thế à? Cứ đi xuống cái điểm khác ấy. Ừ, xong lại vòng lên. Đi cho qua này. Thì nó đi từ nhà xanh xanh trên kia cơ mà. Theo về kết cấu thép thì cũng không ngại lắm, nhưng mà đúng đấy. Cái kiểu mà đi mà kiểm tra hết cái mối này là khoan là vất vả thật. Đo tiếp đi là từng hố này cũng mạnh, cũng thông 400 nhỉ. Điểm tiết điện 400 hay 1 triệu đấy mà. Dịch trèo nó rơi đấy, đủ 1 triệu rồi đúng không? Chục kiểu rẻ quá. Thế mà con tăng con giảm xuống nữa cơ, nhưng mà chúng mày thấy không biết kiểm kiểu gì. Lão chắc nó bán giấy. Mỗi một trụ này nghe là đã phải đo 2 lần tiếp đi ạ, à, chống xét rồi. Nghe nó toàn hệ thống với cả trụ riêng. Đấy, đã 2 điểm rồi. Mà chất tải nước của ngân này cabin thì nó là ngay với chất còn mới hong thôi chứ. Đây nó mới, nó đến đây của mình là 141 kia, nó 100 mấy trăm cái cabin này. Chỉ có ông bản ông đam mê ông làm cái này, nó phải làm. Không, trung tâm toàn anh em giỏi anh. Chúng thằng nào cũng xón đáy được quần, nó làm cái đéo thằng nào làm được đâu. Quân tướng anh Bình ta làm cho mày cả. Ông giỏi thì nó phép thôi thì mẹ đéo làm được. Nên tôi còn đéo sợ gì mà tôi còn lên này tôi còn kinh thì mẹ chỉ đi ngắm đây còn sợ. Mẹ kiểu một tuần mà được 40 triệu chết. Đấy quạt gió kìa, đấy cái quay gió, cái chung gió đây đấy, cái cục quay đấy báo tốc độ gió đấy, cái nào có không phải cái nào có đâu, nó theo tuyến thằng dạng nào, dạng cột cao hoặc cái điểm hút gió mà người ta khảo sát đấy thì người ta mới đặt cái điểm tốc độ gió đấy. Tài nó nổ cái đốt báo gió hả, tài nó cứ nổ cái đốt thì cao nhá. Đấy, anh em lưu ý đi kiểm nhé, không phải cứ tưởng ngon ăn đâu.
400 triệu này hả? 400 triệu này hả? 400 triệu một tuần. 40 triệu vé thu vừa 75 nghìn là 750 một người. 40 triệu là bèo quá. Cái cáp thì đo tuần hoàn để kiểm tra được hết cáp thì cũng được, nhưng mà cái kiểu tra kết cấu thép từng cột này nó phải để nhà kiểm tra lại nhé. Tiếp điện thì rõ ràng rồi, mỗi cột là hai phát đo rồi. Cái này nó không có cái chế độ nó dừng ở cái trụ, nếu mà dừng cái trụ xong nó tháo kiểu như cabin để tụt xuống được ấy, ở dưới thì đỡ hơn. Dưới là nó có cái cáp để cho người đi sử dụng, đi cái cáp dưới, tời dưới. Đây này, cái tời này không biết tời lắp cái gì anh nhỉ? Chữa kéo nồ thay thế. Đây tời đây này, đấy tời ra, tời to đây này. Phương nghiêng đấy. Tời phương nghiêng đây đang sử dụng này. Để nó sửa chữa. Đấy. Tời này để kéo đồ sửa chữa cái gì vậy đây này, lắp cái gì đấy. Đấy. Đêm trên này lạnh. Này đi kiểm xin chính chính. Xin chính chính này ngủ đi. Này hôm đó nóng lên. Tôi sợ. Đi lái xe ô tô mẹ gan đơn gan cốc tía rồi nhưng mà nhìn cảm tưởng cái bên kia sắp lại. Như gió nó đập phi văn cả bên này thôi rồi dùng mẹ. Cái này nó gần cao, trụ cao nó mới tính tiếng bóng, nó gần bằng gần trục lắm, gần bằng gần trục lắm, nhưng mà thấp hơn, gần bằng. Thế nó tương đối gió thì trên này nó không quay gì. Thế này nó bị trục trặc rồi. Hoặc có thể nó dừng. Bình thường nó vẫn quay, tốc độ nhỏ nó vẫn quay, nhưng mà này nó đang không quay này. Trên này lạnh lạnh. Đúng rồi, trên này đêm lạnh. Nhìn xuống cái chiếu thì nhìn hai kìa, bốn cái thang mà nhìn thì mình có cái tay vào lắm rồi, mới dám nhìn xuống. Đã lên đến nơi. Không thực thác nữa, ra tần cầu thì nó kiểu lên kiểu đấy kia. Không, nó lên như này kìa, nhưng mà nó cao hơn, nó có đường bộ. Nó có đường bộ lên. Giờ mình đi đường bộ lên đấy, xe Comoka. Cái đường này chẳng qua đi, nó đi tắt nó nhanh hơn, mọi người ngắm cảnh khu vực đồi núi đấy. Nó vẫn có đường bộ đấy. Xe Comoka cũng lên, đến đây xe của mình không cho đi. Xe thăng bo xe của nó. Nhưng mà nói như nó nói nguy hiểm là thằng này là nguy hiểm. Đúng là cái bập cả sáu ấy mà nó tuột cái này, nó sẽ bùn chung ngay nhiều chân. Đấy. Đấy là một cái, thứ hai là cáp này vào đất là cũng không có gì chứ, kiểu thang máy thang biết cái từ rơi thì chứ cái đó một phát là xuống đất ngay. Rơi là rơi cả lan như sung dụng. Ôi, tưởng nhà này đến nơi nữa à, trên kia rồi. Đấy là cầu vàng ấy cơ mà. Cầu vàng ấy, tay. Anh chính phải không dám nhìn xuống dưới mới được, nhìn xuống dưới là chân đấy rút rút phải không? Có đái quá. Đây là cái bộ. Đây, cái bộ đây. Cái đường này đi mới kinh, hồi xưa mình đi cái đường này lên rồi. Mẹ rất kinh thật. Cái đường này mà cân trục lớn đi là khổ, đi xin nhàng tí một. Bây giờ đổ bê tông làm hai bên chắc chắn. Các anh kiểm cái này phải đưa đi và xin cử toàn cầu thủ của trung tâm đi. Đấy. Cho thử thủ trưởng quy định kế hoạch kỹ. Dùng nó đi lên nó chỉ nhìn nên là nó đéo cần phải hỏi đâu, nó về luôn. Và được 40 triệu đấy đi một tuần về ông Bình cho hết. Lên nó nhìn thì nó bỏ ra thì sẽ lách tới luôn. Thế là không làm được cái này thì cái loại khác là chấp đấy nghe chưa. Hết 3 phút. 20 rồi. Đấy, xin cái 3 phút để 20 kém thì không? Không, đây nó bảo đây ra thì nó phải ấy lên. Nó phải 22 phút.
dâm phanh chứ. Người quan trọng là phanh thì vô thôi. Trên kìa, có tì vào thằng này là nó mới đi này, thằng này đẩy hết vòng này, còn cái kim chích kia của cáp nó nhả rồi, còn cáp vẫn quay tuần hoàn, ra đầu kia nó tổng kim chích nào vào vào cáp. Vào điểm G, kéo nhả lên, giữ điểm đầu ra hết thì sẽ bập. Lấy này là lấy mở cửa, lấy dưới là lấy mở cửa dưới. Nó vào điểm bập cái kia, nó kéo cái kia, cái dưới nhá, nó bập cái dưới kìa. Cái dây kia nó bập xuống thì mới mở cửa, mới mở cửa. Đấy, mở cửa. Ra hết thằng kia thì nó sẽ tự, cái dây kia nó co vào, nó sẽ đóng vào, đấy. Mở, nó tự mở, đóng vào, 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 đó